Mở đầu chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này, chúng tôi có phản ánh đơn thư của ông Nguyễn Văn Duy, địa chỉ tại thôn Khuyến Thiện, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Theo đơn của ông Duy phản ánh, năm 2009, thôn Khuyến Thiện đã cho gia đình ông Hưởng, bà Hương thầu ao lâu dài, vĩnh viễn với diện tích 392,4m2 và thu tiền một lần là 51 triệu 012.000 đồng. Thời gian qua, gia đình được thầu đã đổ cát, đất, san lấp chiếm ao, làm mất dòng chảy cũng như chỗ chứa nước phục vụ cho tưới tiêu của bà con. Sau khi nhận được đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư đã về địa phương và làm việc với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Bầu, Bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn khuyến thiện và công dân có đơn. Sau khi nghe phóng viên trao đổi về sự việc đơn thư công dân phản ánh, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Tài cho biết, ngày 21 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Lương Tài đã ban hành quyết định số 18 về việc hủy bỏ hợp đồng giao thầu trái thẩm quyền của lãnh đạo thôn Khuyến Thiện cho gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Vũ Thị Hương. Theo hợp đồng thôn Khuyến Thiện giao thầu ngày 15 tháng 12 năm 2009, giao cho ông trưởng thôn Khuyến Thiện thông báo quyết định tới những người có trách nhiệm liên quan và tổ chức thực hiện đồng thời yêu cầu gia đình ông Hưởng khắc phục hậu quả, tự thu dọn khối lượng đã đổ san lấp trả lại hiện trạng như ban đầu trong thời gian một tháng kể từ ngày công bố quyết định. Nếu có thời gian trên mà gia đình ông Hưởng không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành. Khi làm việc thực tế tại khu vực ao của gia đình ông Hưởng, thầu tại thôn Khuyến Thiện, phóng viên nhận được ý kiến của ông Nguyễn Văn Duy và bà Vũ Thị Hương thôn là bán đất như thế có đúng hợp đúng trái có trái thẩm thủy quyền hay không đấy đề nghị là bây giờ hoàn chỉnh hết ao rồi đấy mà lúa vừa rồi là không có nước mà tát cái ao nó lấp nó thối như thế tôi lấp vào tôi mua hàng chục năm nay hơn chục năm nay rồi mới độ giá tiền là 51 triệu còn bây giờ tôi chỉ có quyền là san mới yêu cầu chỉ có san lấp phải dòng cây thôi tôi chưa làm gì cả khi trao đổi với phóng viên trong một hộp thư về việc giải quyết của thôn với vấn đề công dân phản ánh, ông Nguyễn Văn Bầu, bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn Khuyến Thiện cho biết, năm 2009, thôn có cho hộ ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Vũ Thị Hương thầu ao thu tiền một lần. Thôn thu tiền để kiến thiết xây dựng một số công trình đường trong thôn. thấy vì rồi, vừa rồi là cái giao thầu này là cũng đã xây dựng cái đường nàng và cổng nàng đấy. Thế thì, thì nên bây giờ lại phải bàn bàn với tri bộ quân dân chính và với nhân dân để khắc phục hậu quả để làm sao là cái mục đích chính để đoàn kết trong nhân dân để cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Vấn đề giải quyết cụ thể sự việc chúng tôi sẽ thông tin trong các chuyên mục sau.